Chào, cùng anh quản lý rất là quan tâm và muốn biết rằng anh bờ vai là ai và cái người mà thường xuyên lấy được nước mắt của những sao rất là nổi tiếng. Hương Tràm thấy là mình hơi hớ một tí. Xin lỗi, anh hỏi cái gì? Đường này à? Từ từ đấy nhá, nhớ lại một tí đã. Em cũng không biết nữa. Cực kỳ và rất hay nhớ nhà. Rất hay trong tình trạng là một mình phải nhớ nhà. Bởi vì là cái tên này thì cũng xuất phát từ tình cảm của bố em dành tặng cho miền Nam, bởi vì cái cây tràm á thì chỉ có miền Nam mới có. Thường thì đẻ con trai rất là mừng nhưng bố em đẻ con gái lại mừng hơn nữa, bởi vì là tên Hương Tràm được sử dụng. Bố mẹ em nghĩ thôi, con gái tôi chỉ làm nghề ở văn phòng chứ nhẹ nhàng thôi, sau này cưới chồng thôi chứ đừng đi ca hát nữa. Mà cũng không thể nào biết được là cái hậu quả mình sẽ nhận ra thế nào, mà chỉ muốn nói ra cho đã miệng thôi. Vì việc một ngày mình tung một tấm ảnh lên thật là vô nghĩa. Một vài cái like không có một câu comment nào, hay là hai câu comment trở đi trở lại với bạn bè thì thà nhắn tin với nhau còn hơn. Dịu dàng chắc là chiếm 80%, nhưng mà lúc nào ngang bướng lên thì là hơi là kinh khủng đấy ạ. Nhiều khi các bạn không nói ra chứ bây giờ sớm rồi, nhiều người yêu sớm lắm. Em có nghĩ là chúng mình sẽ có một happy wedding hay là cái gì đấy không? Lần thứ hai em chẳng thấy bố mình khóc là bởi vì chính Hương Tràm. Hương Tràm quyết định yêu xa là bởi vì để tập trung cho công việc của mình. Cái tập đầu tiên mà Hương Tràm lên sóng á, thì là bài I Will Always Love You. Thì đêm đấy chị Bận Tuấn đã nhắn tin và tỏ tình. Em cũng quan tâm đến chuyện quá khứ của người khác. Những ai xuôi về miền đất phương Nam, trời trong mây trắng xuôi dòng cửu Long Giang, mênh mông rừng tràm bát ngàn dừa xanh. Xin chào anh bờ vai, và hôm nay Hương Tràm rất là vui khi được tham gia chương trình này cùng anh, bởi vì là trước khi mà tham gia chương trình này á, thì người quản lý truyền thông có hỏi em là sắp tới có những talk show nào, chương trình talk show nào mà Hương Tràm muốn tham gia. Thì trong đó có talk show Lần Đầu Tôi Kể, và thực sự thì Hương Tràm cùng anh quản lý rất là quan tâm và muốn biết rằng anh bờ vai là ai và cái người mà thường xuyên lấy được nước mắt của những sao rất là nổi tiếng và có một quãng thời gian hoạt động trong nghề rất là lâu rồi mà có thể lấy được nước mắt của những con người như thế. Thì Hương Tràm cảm thấy là rất là muốn gặp anh, nhưng hôm nay Hương Tràm đã tọa nguyện. Để được anh lấy nước mắt em hả, đúng không? Không biết là có lấy được không, nhưng mà để mà một người đàn ông mà lấy được nước mắt của Hương Tràm rất là khó đấy. Là áp lực của anh ngày hôm nay là phải lấy nước mắt em là khó thôi. Nhưng mà thực sự hay anh nghĩ rằng là vấn đề không phải là nước mắt hay không nước mắt, vấn đề chỗ là mình tạo cho cái buổi trò chuyện này một cảm xúc rất là riêng, và với khán giả đó là những điều để mà người ta hiểu Hương Tràm hơn, yêu quý Hương Tràm hơn, đó là mục đích của chương trình này. Sau khi thành công và đoạt giải quán quân thì em đã chọn Sài Gòn là nơi đi lập nghiệp. Vì sao ta? Bởi vì thứ nhất, con người Sài Gòn, em cảm thấy con người nơi đây rất là thân thiện. Và thực sự là kể cả lúc mà Hương Tràm cùng một câu chuyện là Hương Tràm đi ở hai nơi, Hương Tràm ở ngoài Bắc và Hương Tràm hỏi đường. Và khi vào Sài Gòn và Hương Tràm hỏi một con đường mà mình chưa biết đến,
thì Hương Tràm cảm thấy là con người Việt Nam lúc nào người ta cũng rất là nhiệt tình và chỉ bảo cho mình, không giống ở ngoài Bắc lắm. Là qua qua cái vụ chỉ đường đánh giá là giữa người Nam với người Bắc có dạ vâng, có một điều nữa là thứ hai là thời tiết ở đây thì rất phù hợp với cả sức khỏe của Hương Tràm, bởi vì em thì không chịu được lạnh mà lúc mà thời tiết lạnh thì họng của em không thể nào mà hát được, cho nên là em rất thích không khí ở Sài Gòn vì nó rất phù hợp cho nghề của mình nữa. Thực ra thì Hương Tràm lúc mà vừa nói ra câu lúc nãy mà anh hỏi lại thì Hương Tràm thấy là mình hơi hớ một tí. Tại vì như thế thành ra là mình nói là người trong Nam mình tốt, mà trong khi là người mình chê người Bắc và người miền Trung mình là không nhiệt tình. Đúng. Nhưng mà thực ra không phải là như thế, mà là ý là mỗi nơi có một cái cách người ta giữa con người và con người quan tâm đến nhau. Ví dụ như em thấy ngoài nhưng Bắc mà họ sẽ hướng dẫn theo kiểu người Bắc. Bắc thì em cảm thấy là khéo léo hơn một chút và người ta thường ít tỏ thái độ ra bên ngoài. Nhưng ví dụ mà em hỏi cái đường đó, hỏi người Bắc sẽ nói sao? Ví dụ như Hương Tràm hỏi đường ở ngoài Bắc thì là người ta, ví dụ mà người ta đứng hơi xa một tí nhá, thì người ta phải xin lỗi em hỏi cái gì, đường này à, từ từ đấy nhá, nhớ lại một tí đã, sau rồi tức là người ta phải qua một số câu nữa để người ta thăm dò mình là như thế nào nữa, rồi sau đó người ta mới chỉ đường. Tức ý nói rằng người ta cũng không tin mình đúng không? Đúng rồi. Tức là em không được. Cảm thấy cái sự nhiệt tình từ đầu của người ta. Vì tại sao người ta vẫn cảm nhận rằng là mình không đủ để người ta tin và người ta nhiệt tình cho mình hả? Em cũng không biết nữa, bởi vì nếu mình như Hương Tràm bây giờ, Hương Tràm đi giải thích cho họ mà lỡ không đúng thì làm sao ạ? Mà tại sao với em là một người phụ nữ cũng xinh đẹp như vậy mà người ta còn không tin nữa thì như anh sao anh tin được ta? Đúng không? Thực ra thì Hương Tràm rất là kém trong cái việc là phân tích và thái độ và của mọi người như thế nào đối với mình. Nhưng mà Hương Tràm chỉ cảm thấy là sự nhiệt tình và quan tâm nếu như người ta mình bộc lộ rõ ra thì rất là dễ cảm nhận. Vậy mỗi em lấy chồng lấy người Nam hay người Bắc? Em cũng không biết nữa. Người Nam bảo rằng là họ chân tình, họ ruột để ngoài da và nói chung chân chất như vậy thì họ dễ làm cho em thấy có cảm tình hơn hả? Nhưng mà cũng tùy anh ạ, Hương Tràm sẽ tùy độ sâu sắc, bởi vì Hương Tràm cảm nhận là hình như là người đàn ông ở ngoài Bắc đối với Hương Tràm thì cảm thấy người ta sống sâu sắc và nội tâm hơn là những người Sài Gòn. Có thể là vì không khí và cuộc sống ở Sài Gòn nó quá là nhanh và quá là tây hóa, cho nên là con người sống cũng cởi mở ra ngoài hết rồi, cho nên người ta ít giấu ở nội tâm. Gia đình truyền thống của em có bố rồi có anh chị thì cũng theo nghệ thuật, nó cũng đã giúp cho em rất nhiều trong việc định hướng cho mình. Và hiện giờ em là quyết định chọn con đường sống gần như là độc lập ở trong Nam này, thì mọi thứ là em còn phải phụ thuộc gia đình không? Hay là em có thể là em đã đi làm, đi hát, kiếm tiền lo gia đình được nữa? Bây giờ thì có tất cả mọi thứ thì Hương Tràm không phụ thuộc gia đình nữa, nhưng mà có một thứ Hương Tràm luôn luôn phụ thuộc gia đình, đó là tình cảm. Bố mẹ là người và anh luôn luôn là người đứng sau và truyền cái tình cảm và những tất cả những cái gì mà tinh túy nhất mà bố mẹ đã chất lọc bấy lâu nay để luôn luôn dạy dỗ Tràm để Hương Tràm trưởng thành hơn từng ngày. Em hay thường nhớ nhà? Cực kỳ và rất hay nhớ nhà, và rất hay trong tình trạng là một mình phải nhớ nhà, cho nên là Hương Tràm rất là hay khóc mỗi khi một mình. Em đang tạo mình một cái sự gần như cũng là nghịch lý, bởi vì rất hay nhớ nhà mà lại chọn con đường phải sống xa nhà. Biết làm sao được hả anh, bởi vì mình phải cuối cùng thì là cái nghề nghiệp mà mình yêu thích nhất thì mình vẫn phải theo đuổi nó, bởi vì nó là thứ giúp mình sống sau này và đảm bảo cho mình có một cuộc sống sau này, và đó là đam mê của mình. Mình đam mê nó và mình luôn luôn sống với nó. Mặc dù là xa gia đình nhưng mà Sài Gòn chính là mảnh đất mà tạo điều kiện thuận lợi cho em. Mà đúng rồi, em còn trẻ quá, mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi trưởng thành 18, thì cái chuyện mà em quyết định ở đây và ba má đồng ý thì em nghĩ rằng là hơi sớm không? Có hơi sớm một tí ạ, nhưng mà Hương Tràm nghĩ là những năm đầu để một mình có những cái gọi là gì nhỉ, có những cái kinh nghiệm để mà sau này mình lớn lên và trưởng thành hơn, thì đó là những năm rất là quan trọng. Mặc dù là sau này thì bố chắc chắn là bố mẹ Hương Tràm mà cũng rất là yêu quý mảnh đất này và sẽ vào đây cùng với em, nhưng mà những năm đầu sống một mình em, Hương Tràm cũng thấy rất là hay, có những cái hay riêng của nó, cũng phải là không đâu. Ví dụ em đang thấy cái gì hay nhất trong cái giai đoạn này? Em thấy là
Ngày xưa thì ở nhà thì cái gì cũng là con gái trong nhà, con gái duy nhất thì lúc nào cũng được bố mẹ chiều chuộng, rồi là sống tiểu thư một chút. Nhưng mà vào đây thì tất cả mọi việc mà Hương Tràm, lúc mà Hương Tràm tự động tay vào làm tất cả thì bây giờ Hương Tràm cảm thấy mình rất là tự tin. Bây giờ bước ra đường cũng tự tin hơn ngày trước nữa. nhiều người khán giả nhận ra em không? Dạ, cũng nhiều. Nhưng mà cũng có một số ít không nhận ra, bởi vì là Hương Tràm như Hương Tràm lên hình và ngoài đời rất là khác nhau. Khác nhau. Em thích dòng nhạc nào của thế giới mà em đang theo vậy? Hiện tại thì Hương Tràm vẫn đang theo đuổi chủ yếu là pop ballad, bởi vì Hương Tràm rất là thích dòng nhạc này. Và ca khúc mà em vẫn hay hát cho mọi người nghe trong những buổi tiệc hay là những cái buổi mà đề nghị em hát là em hát bài gì? Hiện tại thì bây giờ Hương Tràm vẫn khi lúc mà đi diễn, Hương Tràm vẫn hay hát nhất là hai ca khúc đã hầu như đã đem tên tuổi của Hương Tràm đến với quý vị khán giả, đó là I Will Always Love You và Anh của nhạc sĩ Xuân Phương. Em có thể hát cho mọi người nghe một đoạn nhỏ để nghe giọng của em lại trong cái không khí này, như là người ta nghe giọng của Hương Tràm rồi. Anh và mọi người muốn nghe em hát vài câu trong bài Anh hay bài I Will Always Love You cũng được. I Will Always Love You. And I will always love you. I will always love you. Thôi một đoạn ạ. Đúng rồi. Đâu ai nghĩ rằng là như khi em ngồi em sẽ không có hơi nhiều bằng đứng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đâu ai nghĩ rằng đó là chất giọng của một cô bé mới 17 tuổi. Ô Hương Tràm lấy tên này nó từ một cái nguyên nhân gì không? Hay là nó có một cái kỷ niệm gì? Dạ có chứ ạ. Bởi vì là nếu mà một cái tên lạ thì luôn luôn xuất phát từ chắc chắn là phải có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Tên này không đụng hàng đúng không em? Dạ vâng. Hương hiện là... tại là Hương Tràm đi đâu cũng chưa thấy Hương. Hương có thể đụng rất nhiều. Dạ. Nhưng mà Tràm, chỉ có một mình em là Tràm. Bởi vì là cái tên này thì cũng xuất phát từ tình cảm của bố em dành tặng cho miền Nam. Bởi vì cái cây tràm á thì chỉ có miền Nam mới có. Và ngày xưa khi mà bố em thi âm nhạc công cua, tức là cuộc thi âm nhạc dành cho ca sĩ chuyên nghiệp lớn nhất đất nước thời đấy, thì bố em đã hát ca khúc của nhạc sĩ Thuận Yến, là bố đẻ của ca sĩ Thanh Lam bây giờ, nghệ sĩ Tú Thanh Lam, là ca khúc Đi Trong Hương Tràm. Và năm đấy bố em đã giành được giải vàng. Cho nên bố em nói là lúc mà bố em cưới mẹ xong thì chắc chắn là nếu mà con đẻ con gái đầu tiên thì kiểu gì cũng phải đặt tên Hương Tràm. Nhưng mà lần đầu đẻ ra lại đẻ con trai là anh của Hương Tràm bây giờ, nên là đặt tên Tiến Mạnh thì đã. Sau này may quá, sau này thứ hai mẹ em lại sinh em ra là con gái, nên là cái tên đó đã được sử dụng. Và tại vì ngày xưa lúc mà sinh con thì mẹ em không có siêu âm để biết con trai là con gái, cho nên là lúc mà đẻ được một đứa con gái, thường thì đẻ con trai rất là mừng, nhưng bố em đẻ con gái lại mừng hơn nữa, bởi vì là tên Hương Tràm được sử dụng. Từ đầu gia đình em không có ủng hộ theo em theo con đường này, bởi vì là vì có anh trai em á, thì anh sinh năm 89 nhưng mà anh đã phải đi học âm nhạc, anh cũng thích âm nhạc và đi học âm nhạc từ rất là sớm và cũng phải xa gia đình. Lúc đấy thì có trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, là Nhạc viện Hà Nội bây giờ. Thì anh em đã ra Hà Nội học một mình từ năm lớp 6. Và lúc đấy thì lúc mà anh đi học từ lúc còn bé hơn cả em bây giờ nữa, thì đã bố mẹ em đã mất rất là nhiều nước mắt, bởi vì có một đứa con mà bé như thế. Và lúc đấy thì cho con cái đi học nghệ thuật là một cái trào lưu. Cho nên là sau này bố mẹ em nghĩ thôi con gái thôi, chỉ làm nghề ở văn phòng chứ cho nhẹ nhàng thôi, sau này cưới chồng thôi chứ đừng đi ca hát nữa. Bởi vì thực ra là con gái mà làm nghề nghệ thuật thì nó cũng chuyên chuyên hơn là bình thường. Quá trung chuyên. Và em thấy nó trung chuyên chưa? Em thấy trung chuyên chưa Hương Tràm? Bây giờ thì Hương Tràm chưa thấy được nhiều, nhưng em nghĩ là cái việc đó Hương Tràm sẽ được trải nghiệm trong tương lai.